Xin chào các bạn đến với kênh shop quà tặng thủy tinh phong thủy của Thành DC. Hôm nay thì mình sẽ nói về một cái linh vật phong thủy mà gọi là đứng đầu trong các linh vật phong thủy. Nó là một con tỳ hưu, nó thể giúp lấy lại những may mắn về tài lộc, tình duyên và sự nghiệp. Thì tại sao nó lại đứng đầu trong cái danh sách những top vật phẩm phong thủy? Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Với ý nghĩa nó mang lại tài vận và may mắn thì tỳ hưu là một linh vật phong thủy rất được ưa chuộng tại gia đình hoặc văn phòng công ty. Tuy nhiên, sử dụng linh vật này trong phòng thì chúng ta phải lưu ý một số điều mà có thể nhiều người vẫn chưa biết. Thứ nhất thì Thành xin nói về cái nguồn gốc của tỳ hưu. Thì tỳ hưu là một cái linh vật chỉ có trong truyền thuyết. Nó là một cái con rồng, là đứa con thứ 9 của con rồng á. Hình dáng của nó thì uy dũng và chỉ ăn vàng bạc châu báu. Thì theo cái điển tích của Trung Hoa thì tỳ hưu xuất hiện vào thời Minh Thái Tổ trong giấc mơ của vua, thì sau đó thì mới được đúc tượng trong cung để cầu tài. Về thứ hai á, mình sẽ nói về cái vấn đề là công dụng của tỳ hưu. Thì nếu các linh vật chỉ mang một trong hai công dụng, là một là chiêu tài, hai là quá sát, thì tỳ hưu thì nó lại có luôn hai công năng này. Thì thứ nhất về công dụng chiêu tài của tỳ hưu thì theo truyền thuyết linh vật tỳ hưu có hình dáng mang đặc điểm của nhiều loại mãnh thú khác nhau, như là đầu thì giống con rồng, thân thì của con ngựa, chân lại có vảy giống con lân, còn khí chất thì uy dũng như con sư tử. Thì điểm đặc biệt nhất của con linh vật này chỉ là ăn vàng bạc châu báu. Thì nó có cái miệng mà nó không có hậu môn, thì nó chỉ được ăn vàng bạc vào và nó sẽ không có hậu môn, nó sẽ không có tiêu biến gì đâu hết. Những đặc điểm này thì sẽ khiến cho người đời tin rằng khi dùng tỳ hưu chiêu tài thì sẽ của cải sẽ có vào mà không có ra. Với những cái đặc điểm mang tính chất thần bí trong phong thủy thì tỳ hưu được dùng như một linh vật cát tường, với khả năng chuyển hóa cái may mắn, cái rủi thành cái may. Tác dụng của nó thì hóa giải ngũ đại hàn sát. Thì ngũ đại hàn sát nó là một cái sao mà là có hại cho gia đình, là suy giảm sức khỏe và tài vận, thì tỳ hưu sẽ hóa giải hết. Công dụng của tỳ hưu thì nó còn phân loại theo màu sắc. Ví dụ như là con màu đen thì cái tác dụng là chiêu tài, phát lộc, trừ hại chữ nhân, mang may mắn đến cho gia chủ. Còn cái con màu trắng thì nó ưu tiên cho sức khỏe, nhưng nó vẫn có tác dụng là chiêu tài phát lộc. Về mặt tỳ hưu màu xanh thì nó dùng để chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức. Còn lại cái con màu vàng thì tác dụng bổ trợ về công danh tài lộc, sức khỏe, hóa giải các sao xấu của chủ nhân. Còn con tỳ hưu màu đỏ có thể giúp thu hút tài lộc, công danh, sự nghiệp. Về công dụng thì phân loại theo kích thước và hình dáng thì hình dáng tỳ hưu nó có rất là nhiều dáng. Thứ nhất là một sừng, hai sừng, hoặc là đứng trên đống tiền, hoặc là ngậm tiền, hoặc là cổng theo hồ lô, hoặc là bắp cải, vân vân, rất là nhiều. Thì mỗi con thì có một cái ý nghĩa riêng. Và cuối cùng anh xin nói đến những cái phần lưu ý mà khi chúng ta sử dụng tỳ hưu trong phong thủy nhà ở cũng như là văn phòng, bàn làm việc. Khi bài trí tỳ hưu trong nhà thì chúng ta sẽ giúp chiêu tài vượng khí. Cái nguyên tắc quan trọng mà khi sử dụng tỳ hưu cho phong thủy là luôn phải dùng một cặp. Một con thì nó vẫn tốt, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là nên dùng một cặp. Thì vị trí thích hợp thì để những nơi cao ráo, sạch sẽ, trang nghiêm trong nhà, như là bàn thờ thần tài hữu địa đó, những cái bàn cao phía trước cửa, hoặc là những cái phòng làm việc, phòng khách, quầy thu ngân, hoặc là những cái trên nóc các sắt. Một nguyên tắc quan trọng thứ hai nữa là luôn luôn phải để tỳ hưu quay ra hướng cửa chính hoặc cửa phòng. Tuyệt đối không đặt linh vật này quay đầu vào trong vì sẽ làm mất cái khả năng chiêu tài của nó. Ngoài ra còn một số điều kiêng kỵ khác nữa mà Thành muốn nhắc ở đây là không đặt tỳ hưu quay vào trong gương nha. Tấm gương thì nó sẽ có cái quan sát thì nó sẽ không có phù hợp với con tỳ hưu. Thứ hai là không đặt tỳ hưu ở vị trí đối diện giường ngủ, sẽ tạo ra sát khí gây bất lợi cho gia chủ. Và không nên đặt tượng tỳ hưu khi mình đã đặt trong nhà, đang mang trên người một thời gian thì sẽ mang mất cái lộc của chuyển sang người khác. Đến đây thì Thành xin phép dừng video và sẽ nói về một số lĩnh vực khác ở những cái video tiếp theo. Còn rất nhiều cái vật phẩm mà Thành muốn nói đến ở đây rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái nào phù hợp thì mình sẽ sử dụng để mà hóa giải cho bản thân, chánh nghiệp, cải vận, để thay đổi cuộc sống của mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Hãy ủng hộ, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Thành ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.